Mày cứ đi đi, người yêu ở nhà để tao lo cho. Cứ đi đi, đi bảo mẹ của Quang nhá. Không được khóc, không được khóc, người yêu để tao lo cho. Chị nhá. Chị đây, chị đây. Này Tiếp ơi, cứ đi đi, không được không ạ. Chị đây. Này, tao quên người yêu mày nhá, như vậy là anh cái mà. Không phải lo. Người yêu để tao lo cho, cứ đi đi. Bảo mẹ của Quang mạnh khỏe nhá. Mỗi năm thời gian có lẽ không quá dài. Khi anh đi rồi em đừng bận tâm. Hãy sống thật tốt, hãy luôn vui cười. Anh không ngờ bên lo được cho em. Giờ nơi trời xa nhớ em. Đang hào hứng chơi trò cảm giác mạnh thì bỗng dưng cúp điện. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Hehehehe